Xin chào các em. Cô rất vui khi hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong tiết học lịch sử 7. Các em cùng mở sách vở ra chúng ta học bài mới. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài 23 Kinh tế văn hóa thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Ở bài học này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong 22 tiết. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiết thứ nhất, một La Mã kinh tế. Quan sát vào lược đồ, ta có thể thấy rằng vào thời kỳ đó, đất nước ta bị phân chia thành hai miền, đàng trong và đàng ngoài. Đàng ngoài đó là địa phận từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra, còn đàng trong đó là địa phận từ tỉnh Quảng Bình trở vào, và ranh giới đó chính là sông Danh. Về kinh tế, ta có thể nhận thấy đầu tiên đó là kinh tế nông nghiệp một nhỏ. Trước hết tìm hiểu về kinh tế nông nghiệp ở đàng ngoài, em hãy trình bày cho cô về tình hình nông nghiệp và ruộng đất ở đàng ngoài. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy rằng do chiến tranh liên miên khiến cho nền nông nghiệp giảm sút nghiêm trọng, chính quyền lại ít quan tâm đến việc khai hoang, phát triển thủy lợi. Ruộng đất công thì bị cường hào đem cầm bán. Diện tích đất bị bỏ hoang hóa rất là nhiều, dẫn tới mất mùa, đói kém dồn dập, nông dân trở nên phiêu tán. Từ đây, nông nghiệp không phát triển được. Trên đây là hình ảnh một số ruộng đồng bị bỏ hoang hóa. Khiến cho kinh tế nông nghiệp không phát triển và đời sống nhân dân gặp vô cùng khó khăn, cơ cực. Vậy thì đó là kinh tế ở đàng ngoài. Thế còn đàng trong có sự khác biệt như thế nào? Sang phần B, đàng trong. Ở đàng trong, chú Nguyễn đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp? Thứ nhất, khuyến khích khai khẩn đất hoang, cấp nông cụ, lương ăn cho nhân dân và lập ra nhiều làng ấp mới. Diện tích đất đai được mở rộng. Đặc biệt năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh đã đặt phủ Gia Định nhằm phát triển mọi mặt. Đây là chân dung của Nguyễn Hữu Cảnh. Ông được coi là người xác lập chủ quyền cho người Việt tại vùng đất Sài Gòn Gia Định vào năm 1698. Nếu như ở đàng ngoài có trung tâm đó là Thăng Long, nay là Hà Nội, thì đàng trong có phủ Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Dựa vào bản đồ, lược đồ, em có thể cho cô biết phủ Gia Định có mấy dinh và mỗi dinh gồm những địa danh nào ngày nay. Ta thấy rằng phủ Gia Định gồm hai dinh, đó là dinh Trấn Biên và dinh Phiên Trấn. Dinh Trấn Biên bao gồm các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và Bình Phước ngày nay. Còn dinh Phiên Trấn bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tây Ninh ngày nay. Trên đây là ranh giới giữa hai dinh, dinh Phiên Trấn và dinh Trấn Biên, đều thuộc phủ Gia Định. Vậy thì ngoài sự quan tâm của chính quyền thì theo em còn nguyên nhân gì khác thúc đẩy nông nghiệp đàng trong phát triển?
dễ dàng nhận thấy đó chính là nhờ vào điều kiện tự nhiên thuận lợi. Vì vậy, nông nghiệp đằng trong rất phát triển. Từ đó đây, đồng bằng sông Cửu Long hay là đằng trong được coi là vựa lúa và trái cây lớn, không chỉ riêng của đằng trong mà còn của cả nước. Đây được coi là vùng đồng bằng sông nước với đồng ruộng phong phú màu mỡ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là sự khác biệt về kinh tế nông nghiệp giữa đằng ngoài và đằng trong. Vậy thủ công nghiệp và thương nghiệp như thế nào? Sang phần 2 nhỏ. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán. Trước hết về thủ công nghiệp. Quan sát tiếp vào lược đồ, em có thể kể tên cho cô một số làng nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta trong thế kỷ thứ 17. Chúng ta có thể nhận thấy có rất nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng như làng dệt La Khê ở Sơn Tây, làng gốm Bát Tràng ở Hà Nội, làng gốm Thổ Hà ở Bắc Giang, rèn sắt Nho Lâm ở Nghệ An, làng nghề rèn sắt ở tỉnh Thừa Thiên Huế, mía đường ở Quảng Nam. Cô cho chúng ta xem một số hình ảnh hết sức là đặc sắc về một số làng nghề nổi tiếng. Qua việc quan sát và tìm hiểu, em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp của nước ta trong thế kỷ 17? Ta thấy thủ công nghiệp của nước ta thời kỳ này rất phát triển và đã xuất hiện thêm nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng với nhiều sản phẩm có giá trị. Ví dụ như thêm làng nghề làm bánh tráng hay nghề nắn nồi đất. Nghề dệt chiếu hay nghề đan lục bình. Đó là về thủ công nghiệp, còn thương nghiệp ra sao? Sang phần B cho cô. Chúng ta dễ dàng nhận thấy thời kỳ này buôn bán vô cùng phát triển và xuất hiện thêm một số đô thị lớn như Phổ Hiến ở Hưng Yên, Hội An, Quảng Nam, Sa Định. Trên đây là lược đồ một số đô thị lớn. Đây là hình ảnh về sự tấp nập nhộn nhịp ở đô thị Thăng Long. Các cụ xưa đã có câu: thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phổ hiến. Đó là muốn nhấn mạnh về sự sôi động tấp nập của các đô thị này ở thế kỷ thứ 17. Còn đây là thành phố cảng Hội An, thành phố lớn nhất của đằng trong thế kỷ thứ 17. Đây thì là phố thị Thanh Hà, tỉnh Thừa Thiên Huế, với sự phát triển tấp nập không kém. Còn đây
chính là thủ phủ Sa Đỉnh, với sự nhộn nhịp sôi động, với những nét kiến trúc xưa còn lưu giữ lại cho đến ngày nay. Vậy thì với sự phát triển sôi nổi, tấp nập, nhộn nhịp như vậy, nhưng tại sao từ đến nửa sau thế kỷ 18, các thành thị lại dần trở nên suy tàn? Chính là do cái chính sách hạn chế ngoại thương của các chúa, trong đó có chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Chúa Trịnh ở đàng ngoài và chúa Nguyễn ở đàng trong. Trên đây cô trò chúng ta vừa đi tìm hiểu về kinh tế nông nghiệp cũng như thủ công nghiệp và thiên nghiệp của đàng trong và đàng ngoài. Bài học tiếp 1 chúng ta đến đây là kết thúc. Về nhà chúng ta sẽ học bài trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 trong sách giáo khoa. Đọc trước cho cô phần 2 La Mã văn hóa để giờ sau chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn, chi tiết hơn. Chúc các em có một buổi học vui vẻ và chúc các em học tốt. Cô xin chào các em.